Thì em đang ở tại là chợ Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì buổi trưa ngày hôm nay em sẽ thay mặt những nhà hảo tâm ở Canada để hỗ trợ cho bà con khó khăn nơi đây. Thì đầu tiên thì em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em còn 800 ngàn trong số 40 triệu mà em đã thay mặt gia đình nhà hảo tâm Canada hỗ trợ cho bà con khó khăn. Em còn 800 ngàn đây, bữa nay em cũng sẽ phát hết 800 ngàn. Ngoài ra thì em sẽ thay mặt tấm lòng của chị nhà hảo tâm là chị Phượng Vĩ ở bên Canada có gửi về cho em là 20 triệu 800 mấy chục ngàn đó, nhưng mà em gửi vào đủ luôn là 20 triệu 900 để hỗ trợ cho bà con khó khăn ở khu vực chợ Vĩnh Kim. Cho bác phần lì xì, chúc bác sức khỏe phục hồi và mua ăn bán đất nha. Dạ rồi, con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 70. Một ngày mới bán được bao nhiêu tờ ngoại? Dạ, xong mày bán ít dữ hả? Ngồi có một chỗ đâu có đi được đâu. Dạ, mày bán vậy thì mày có lo cho ai không? Hay là Kiếm ngoài... sống. Dạ, chỉ là ngoài chỉ bán một mình thôi ha. Dạ, thì từ hồi bữa tới giờ có ai tặng quà gì cho ngoại không? Không. Dạ, hôm nay là con thay mặt nhà hảo tâm ở Canada tặng cho ngoại phần lì xì tấm lòng của cô Phượng Vĩ. Đối với hoàn cảnh của ngoại, con chúc ngoại sức khỏe và mua ăn bán đất nha. Dạ rồi, con chào bác. Đã lên nè bác. Rồi bác năm nay bao nhiêu tuổi? 60. Dạ, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Con canh tờ số à. Dạ rồi, từ hôm bữa tới giờ thì có ai tặng quà gì cho bác không? Không. Dạ rồi, bác bán như thế này thì bác có lo cho ai không? Có anh. Dạ bác lo cho ai? Đi lo vợ con. À dạ, vợ con nghĩ chắc cũng phải lớn rồi chứ bác. Thì nó ở nhà nó nấu cơm nấu nước. Dạ rồi, thôi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm ở Canada nha. Dạ rồi, cô Phượng Vĩ chúc chú sức khỏe mua ăn đắt. Chúc. Dạ bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 65. Dạ bây giờ bà nội đang làm công việc gì để sinh sống? Lụm giấy, giấy, lụm dây chai ha. Dạ ngoài lụm mấy ngày bán lần vậy? Ba bốn ngày. Ba bốn ngày mới bán lần được bao nhiêu? 70, 60. 70, 80. À, 60 đi. Không. Dạ là ngoại không có gia đình ha. Vậy là soi ra một ngày ngoại bán có 20 tờ ha. Dạ trời ơi, bà con Vĩnh Kim đông dữ vậy hả? Dạ rồi rồi, hôm nay thì đối với hoàn cảnh của ngoại ha, con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ con gửi ngoại 300 nha. Dạ rồi, thôi nhỏ nhỏ thì chú lì xì nha, mỗi đứa phần quà nhỏ nhỏ nha. Rồi tấm lòng của cô Phượng Vĩ nha. Rồi chúc mấy con mua ăn bán đất nha. Rồi nè con. Rồi giỏi. Rồi chú gửi nha. Nè con. Rồi ở tại Canada chúc bác sức khỏe nha, mua ăn bán đất. Dạ. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 mấy tuổi rồi hả? Dạ rồi, thôi con gửi tặng cho ngoại phần quà nha, tấm lòng cô Phượng Vĩ ở Canada nha, chúc ngoại sức khỏe. Dạ cảm ơn ngoại. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ có 13 tuổi hả? Rồi thôi chúc chị sức khỏe nha, tuổi 13, từ từ để em chúc. Rồi đây gửi tặng cho chị nha. Dạ cảm ơn cô. Dạ tại bà con ở đây ít nhận được hay cô? Dạ dạ. Vô lượng. Dạ con cảm ơn chú dồi dào sức khỏe. Dạ để ngày sau được có tiền dồi dào là phát đạt lên để mà lại tới chợ Vĩnh Kim giúp những người. Dạ khó khăn vậy. Dạ con cảm ơn. Cứ làm, cứ rơi nước mắt nãy giờ. Con cảm ơn cô. Dạ dạ rồi, con chào bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi. Dạ bây giờ bác làm công việc gì để sống bác? Bán vé số. À, bác bị sốt bại liệt hả? Ừ. Dạ từ nhỏ hả bác ha? Mới à. Mới đây hả? Một ngày bác bán bao nhiêu tờ? Có 200 à. Dạ 120 à. 120. Từ hồi tết tới giờ có ai tặng quà gì cho bác không? Không ai tặng luôn hả? Do bà con ở đây ít có hỗ trợ hả chị? Ít lắm. Nhiều khi có mà dạy như không có giờ phiếu không à. À giờ phiếu. Dạ rồi, con thay mặt cô Phượng Vĩ nha, chúc bác sức khỏe. Dạ mua ăn bán đất. Cảm ơn nhiều. Cái số quá gì vậy trời ơi. À bác tên gì vậy bác? Nguyễn Nhân Của ở Diên Phú. À bác một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Bác có 100 tờ. Dạ có 100 tờ hả bác? Dạ. Từ hồi tết tới giờ có ai tặng quà gì cho bác không? Không. Bác bị sốt bại liệt hả? Dạ
Dạ. Rồi hôm nay con cũng thay mặt nhà hảo tâm ha, ở cô Phượng Vĩ ở Canada nha, chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, đội nón vô đi ông ngoại. Rồi một ngày ông ngoại bán được bao nhiêu tờ? Dạ, từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà cho ông ngoại không? Không ai gửi tặng hết hả? Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, mình chúc ông ngoại sức khỏe, mua bán đắt nha. Dạ. Rồi chú cởi cái nón xem với, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, chú bị bệnh hồi nhỏ hả? Dạ, là bị nhiễm qua bên vậy ha. Ngày chú bán được nhiêu tờ chú? Dạ, mà từ đó giờ có ai tặng quà cho chú không? Cũng ít ha, ít con nhận ha. Hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Rồi con chúc chú sức khỏe nha, mai bán đắt. Dạ. Ông ngoại kéo cái nón qua xem với. Rồi ông ngoại đổi vô đi. Rồi. Chạy ba bánh. Ba bánh chạy xe lôi hả? Ba bánh kéo. À ba bánh kéo. Bây giờ một cuốc ông ngoại kéo là được bao nhiêu tiền ông ngoại? Có 50-60 ngàn. Cũng khó khăn quá. Mà từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà cho ông ngoại không? Dạ lâu chưa ông ngoại? À dạ. Rồi con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, chúc ông ngoại sức khỏe nha. Dạ. Cái khẩu trang xem với. Dạ. Bác tên gì? Bác đẹp trai không? Dạ quá đẹp trai luôn. Tên Đại. Bác Đại hôm nay nhiêu tuổi rồi bác Đại? 72. Một ngày mình bán được nhiêu tờ bác? Được 200 mấy. Dạ. Đẹp trai gì, có nhiều vợ không bác? Vợ chết rồi. À dạ hả? Vợ chết phải kiếm vợ khác chứ. Kiếm gì già rồi kiếm. Coi như là hết xíu quách rồi hả? Bán không đủ ăn rồi. Dạ rồi. Rồi từ hồi Tết tới giờ có ai tặng cho bác Đại gì không? Có nhà nước á. À tặng cho bác được gì? Covid. Từ Covid từ đâu rồi? Từ hồi Tết tới giờ kìa. Hồi Tết giờ không có. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng nha, ở Canada chúc bác sức khỏe, mua bán đắt nha. Cũng lớn tuổi quá rồi ha. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng nha, ở Canada tặng cho ngoại phần lì xì, chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Ta đưa à, để nó đi. Mới xanh hả? Mới xanh. Giờ đau. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 rồi. Đứa này đứa thứ mấy rồi? Đẻ. Mới xanh mấy ngày rồi? Dạ em đang được tháng. À, ngồi nhà khó khăn lắm hả? Dạ. Rồi đứa tôi mới ra kìa. Đứa đầu là bao nhiêu tuổi? Dạ đứa đầu được 1 tuổi à. À, đứa sau là mới xanh. Dạ, vợ chồng làm bị nhức cái lưng đi làm không có được á. Là mới có 20 ngày thôi hả? Dạ. Và thành ra là giờ nghe tin là cho quà là em ra hả? Dạ. Rồi em cho con em bú bằng gì? Sữa mẹ. Sữa mẹ hả? Dạ. À. Đứa đầu vẫn còn bú luôn? Dạ không, đứa đầu thôi à. À. Rồi xanh cũng vất vả ha. Rồi thôi anh cũng thay mặt cô Phượng nha. Dạ. À, ở tại Canada nha, đi từ từ thôi nha. Rồi. Rồi thôi chúc em phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Anh không nói chuyện được hả? Anh nghe được không? Ờ. Rồi anh này không có nghe được, anh nói bán vé số. À anh bị não. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Chị bị bẩm sinh hả? Dạ. À, bé này bé thứ mấy của chị rồi? Kéo khẩu trang em xem cái. Chuyện nào chị sanh? Dạ 1 tháng mấy. À rồi chị làm công việc gì để sống? Dạ em ở nhà. Ở nhà, là từ đó giờ không có đi bán hả? Dạ không, ở nhà, chị nhà rồi cơm. À tháng mấy vô sanh thấy không? Rồi hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ nha, ở tại Canada tặng cho chị phần quà, có vẻ là hết tiền rồi bà con ơi. Đây là cái phần cuối cùng rồi đó bà con ơi. Rồi thì cô Phượng Vĩ ở Canada tặng cho chị phần quà để chị có phần nào đó nha. Dạ, để chuẩn bị trong cái công việc xanh. Rồi chúc chị mẹ tròn con vuông. Rồi chào chị nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2023. Bây giờ là khoảng gần 12 giờ trưa rồi cô chú anh chị. Thì em đang ở tại là chợ Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì buổi trưa ngày hôm nay em sẽ thay mặt những nhà hảo tâm ở Canada để hỗ trợ cho bà con khó khăn nơi đây. Thì đầu tiên thì em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em còn 800 ngàn trong số 40 triệu mà em đã thay mặt gia đình nhà hảo tâm Canada hỗ trợ cho bà con khó khăn. Em còn 800 ngàn đây, bữa nay em cũng sẽ phát hết 800 ngàn. Ngoài ra thì em sẽ thay mặt tấm lòng của chị nhà hảo tâm là chị Phượng Vĩ ở bên Canada có gửi về cho em là 20 triệu 800 mấy chục ngàn đó. Nhưng mà em gửi vào đủ luôn là 20 triệu 900 để hỗ trợ cho bà con khó khăn.
ở khu vực chợ Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang này. Thì do là tại sao bữa nay em phát chỗ này? Tại vì cũng có gợi ý của một cô, chú, anh chị xem video của em muốn em phát ở giờ này. Thì đây là chợ em cũng chưa từng quay khi nào. Thì bữa nay sẵn dịp có duyên thì em cũng quay chia sẻ với cô chú anh chị về ngôi chợ này luôn, và hỗ trợ bà con khó khăn tại đây ha. Nay em hơi bị sổ mũi tí. Rồi bây giờ cô chú anh chị là em đội cái nón vô cái nắng quá. Đây là khu vực chợ giữa Vĩnh Kim nha cô chú anh chị. Thì em sẽ phát 800 của nhà hảo tâm ở Canada trước. Em thấy thì sơ sơ em thấy bà con cô chú bán vé số cũng khá đông đó. Rồi con chào bác. Bác bị tai biến hả? Bác bị bao nhiêu lâu rồi? À có tật hả? Mấy chục năm rồi. Dạ, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Là được 100 ngàn. Dạ, là bán có 100 tờ hả? 100 tờ. Từ hồi bữa mùng âm tháng 7 tới giờ có ai tặng bác quà gì không? Có. Dạ. Túng nó cho được 200 ngàn. À, trúng số hả bác? À dạ. Nhưng mà ai cũng nhận được không hay là đâu chỉ có ai biết. À. Con tôi là giết chục gạo. Dạ rồi. Hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm Canada nha, tặng cho bác phần lì xì. Chúc bác sức khỏe. Phục hồi và mua ai bán đắt nha. Dạ. Rồi cô kéo khẩu trang con xem mặt cái đi cô. Dạ, cô tên gì? Tên Hạnh. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 55 tuổi. Dạ, mỗi ngày bán được nhiêu con Hạnh? 100 mấy. Dạ, từ hồi tháng 7 âm lịch tới giờ cô có nhận được phần quà của nhà hảo tâm không? Có, nở về trúng số tặng cho được 100 ngàn. À, trúng số tặng 100 ngàn. Dạ. Rồi bữa nay thì con không có trúng số nhưng mà con thay mặt nhà hảo tâm Canada tặng cho cô phần quà. Chúc cô sức khỏe, ngoan bán đắt nha. Thấy chú này bán bánh bao mà. Bánh bao mà cho ghi số nữa. Dạ, thông cảm con nha. Con đi vô chợ một cái. Dạ. Dạ. Nè cô chú anh chị xem ha, chợ cái tuyến đường này là đi đi ra quốc lộ 1A cũng được. Nói chung là chợ này em thấy nó cũng tương đối khá là rộng đó. Nói về chợ đầu mối trái cây ở Tiền Giang thì chợ này rất là có tiếng luôn, chợ Vĩnh Kim. Nhưng mà đây lần đầu tiên em mới đi thôi. Tại em cũng không có muốn là tập trung một chỗ quá nhiều, nhưng mà em đi như thế này để thấy từng hoàn cảnh. Cô bán vé số hả? Qua con mua số cho. Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 150 hả? Từ hôm bữa tháng 7 âm lịch tới giờ có ai tặng quà gì cho cô không? Không có hả? Rồi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm Canada nha, tặng cô phần lì xì nha. Dạ, cho con xem mặt cái đi. Khoan, mà cho con xem mặt cái đi. Đâu có gì đâu kỳ, con tặng cô mà. Cho xem cái đi để con nhớ. Cảm ơn nhiều. Dạ, cô muốn tặng qua đây hả? Thôi của cô, con nhận đi ha. Cảm ơn nhiều. Dạ, kéo khẩu trang con xem mặt cái cô. Cô lượm dây dai hả? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. Một ngày cô lượm vậy cô bán bao nhiêu? Ngày chắc chừng 30 ngàn. Dạ, vì nhà cũng khó khăn lắm hả? Dạ, phải. Từ hồi tháng 7 tới giờ có ai tặng quà gì cô không? Chưa. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm Canada nha. Cảm ơn. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Cảm ơn thôi. Dạ, 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 xin chào cô. Rồi, vậy là em đã chào xong tấm lòng của nhà hảo tâm ở gia đình nhà hảo tâm Canada. Bây giờ em sẽ tiến hành em trao tấm lòng của cô Phượng Vĩ. Em thấy vé số thì còn nhiều lắm nhưng mà em phát từ từ ha. Và nếu em tập trung lại quá thì nó cũng không hay. Dạ dạ, để con đi từ từ tới. Dạ được rồi, cô cứ đi bán đi. Dạ, để con gặp ai thì con gửi. Khu vực này thì em thấy bán trái cây nè. Ủa xin lỗi cô chú anh chị, bán bánh kẹo. Bên đây cũng có những cái chỗ trái cây nữa. Rất là ngon ha. Tại vì cô chú anh chị xem video của em mà gợi ý thì em thấy là thích hợp thì em sẽ đi tới liền. À, em
thấy có một ngoại bán vé số ở đây nè. Rồi con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 70. Một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ ngoại? 8 tờ thôi. Dạ. Sao ngoại bán ít dữ hả? Ngồi có một chỗ đâu có đi được đâu. Dạ. Ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không? Hay là ngoại... Dạ. Chỉ là ngoại chỉ bán một mình thôi ha. Dạ. Thì từ hồi bữa tới giờ có ai tặng quà gì cho ngoại không? Dạ. Em là Khương Nhật Minh anh. Dạ. Hôm nay là con thay mặt nhà hảo tâm ở Canada tặng cho ngoại phần lì xì tấm lòng của cô Phượng Vĩ. Đối với hoàn cảnh của ngoại, con chúc ngoại sức khỏe và mua ai bán đắt nha. Dạ. 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 À. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 51 mà đi mổ thì thiện mổ. Dạ, rồi mỗi ngày chú bán được bao nhiêu tờ? Có 204 chứ. Chú bán như thế này thì chú có lo cho ai không? Vợ con. Dạ, là bán sống mình thôi ha. Từ hôm bữa tới giờ thì có ai tặng quà gì cho chú không? Vậy là không có duyên nhai hết đúng không? Hôm nay con thay mặt cô Thượng Phượng Vĩ ở Canada nha, tặng chú phần lì xì. Cảm ơn. Chúc chú ngoan bán đắt và phục hồi cái con mắt mình nha. Không thấy. Rồi thôi chào chú. Dạ, chào ngoại. Rồi chào anh. Gà bán được không anh? Dạ, lúc gà bán cũng chậm cho bên tay. Dạ. Cảm ơn anh. Khu này là bán bún nè cô chú anh chị. Rồi, chơi cây ha. Rồi chào bà con, mua bán được không bà con ơi? Dạ, ế quá hả chị? Hôm qua em đi kiếm người bán vé số chứ không phải là em kiếm người đi mua chợ. Con đang kiếm người bán vé số để hỗ trợ. Đây, bán vé số đây. Chị Hương bán cho cô Lệ bán giá ở Kim. Dạ, bán giá. Dạ, chị Hương. Dì Hương. Dì Hương. Bán giá phụ dì Lệ. Bán giá phụ dì Lệ ở chợ Vĩnh Kim. Chợ Vĩnh Kim, đúng. Dạ, rồi dì Lệ trả dì Hương một ngày bao nhiêu tiền? À, trả một ngày có 200 ngàn. 200 ngàn thôi, phải không? Ừ, dạ. Dì Hương rất là khó khăn. Dạ, dì rồi. Dì Hương bây giờ đang thiếu nhà nước 20 triệu mà bữa hổm nhỏ trúng vé số mấy chục tỷ xin không cho. Mà chúng, trả hoài trả không nói. Trúng mấy chục tỷ rồi hả? Ừ. Trời ơi. Trúng 29 tỷ. 29 tỷ. Mà, dạ. Mà xin không cho làm sao giờ? Bây giờ dì Hương giờ đang khó khăn vì cũng như hàng ngày có 200 mà đường bột ngọt dầu ăn gì lại cho hết trơn mà có 200 còn phải lo gia đình nó gì lại gắt không nổi. Rồi thôi dì Hương ra đây con hỗ trợ cho dì Hương ơi. Vừa thành ra bây giờ á, tôi mà nói nếu mà có ai á là tôi sẽ xin cho Dương 20 triệu định gì hơn. Không còn phải đóng tiền ngân hàng cứ đi. Dạ. Mang hoài. Dạ, nhưng mà cái đó thì con không đủ khả năng rồi. Hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada tặng cho dì Hương phần quà bằng một ngày lương của dì Hương. Dì Hương kéo khẩu trang con sẽ mặc với. Rồi chúc dì sức khỏe nha. Dạ, để tiếp tục phụ dì Lệ. Chúc dì Lệ mua ai bán đắt. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, con chào dì Lệ. Dạ. Dạ rồi. Bán mắm khó khăn. Dạ. Rồi con chào bác. Lại lên nè bác. Rồi bác năm nay bao nhiêu tuổi? À, 60. Dạ. Một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Có 100 tờ số. Dạ. Rồi từ hôm bữa tới giờ thì có ai tặng quà gì cho bác không? Không. Dạ. Rồi bác bán như thế này thì bác có lo cho ai không? Có anh. Dạ. Bác lo cho ai? Đi lo vợ con. À dạ. Vợ con nghĩ chắc cũng phải lớn rồi chứ bác. Thì nó ở nhà nó nấu cơm, nấu nước. Dạ. Rồi thôi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm ở Canada nghe. Dạ. Rồi cô Phượng Vĩ chúc chú sức khỏe, mua ăn đắt. Chúc. Dạ. Cho chị xin cảm
Rồi đứng ké tới nghe gì lại. Rồi cô kéo khẩu trang con xem mặt cái. Dạ cô tên gì? Dương Mỹ Anh. Dạ cô anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ một ngày cô bán được nhiêu tờ cô anh? 100 tờ. Dạ cô bán vậy cô có lo cho ai không? Lo cho con. Dạ con cô lớn chưa? Con đang học đại học đấy, rồi chồng thì bệnh chết rồi. Trời, dạ cũng xót xa. Từ hồi bữa tới giờ thì bà con có nhận được quà không? Không. Dạ không. Là không ai cho hết hay dạ, sao? Không ai cho hết. Dạ là từ hồi Tết tới giờ luôn hay chưa, sao ạ? Chưa ai cho hết. Dạ rồi hôm nay thì con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ ha. Chúc cô anh sức khỏe, mua ăn đắt nha. Khoan từ, nhường nhường người lớn tuổi trước. Cô tên gì ạ? Dạ, năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ. Ồ, sao bà con đây bán ít quá ha? Ít lắm. Dạ. Rồi cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Có thằng trai bị tai nạn nằm chỗ. Dạ, là bây giờ là ảnh như thế nào ạ? Vợ nằm đó đâu biết gì đâu. Dạ, rồi ông xã mình thì làm công việc gì cô? Ông xã bỏ đi lâu rồi. Dạ, là cô phải... Cô bán như thế thì có đủ tiền lo cho ảnh không? Không. Dạ, tiền thuốc men thì ở đâu cô có? Thuốc men thì mình đi tới tháng đi lấy thuốc á. Dạ. Đó là bị hộ nghèo, hộ nghèo đó. Rồi, hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ha. Ở Canada. Đối với hoàn cảnh của cô, con hỗ trợ 300 nha. Rồi, chúc cô sức khỏe và con trai cô sớm phục hồi. Dạ, con chào cô. Khoan khoan, đợi chú chút xíu. Chú hỗ trợ những người lớn tuổi trước. Rồi, bác tên gì? Dạ, tên Thi. Dạ, bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? Năm nay 75 tuổi rồi. Dạ, một ngày mình bán được nhiêu tờ không ngoại? Ngày 100 tờ số. Trời, bán ít gì không ngoại? Ít chứ nhiều. Dạ, với lại mấy ngày ở đây bán vắng hay gì sao không bán nhiều ạ? Dạ. Dạ, rồi mình bán gì mình có lo cho ai không ngoại? Lo cho người bà xã. Dạ. Con cầm đất hết trơn, giờ ở nhà mướn. Con cầm đất ở nhà mướn. Dạ. Dạ. À, là một tháng bác trả bao nhiêu tiền nhà? Nhà một tháng 500 ngàn. Dạ, là bác ở con mình bác hả? Với bà vợ. Rồi. Hai đứa cháu. Hai đứa cháu nữa hả? Rồi, hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm ha, cô Phượng Vĩ nha, chúc bác sức khỏe nha. Dạ, vòng quay bác đắt nha. Dạ, gửi bác 300. Dạ. Dạ, cô kéo khẩu trang con xem mặt cái. Dạ, cô tên gì? Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ cô? Bán được 150. Cô bé Tư. Dạ, bán ế nha. Cô bán gì cô có lo cho ai không? Có thì con được. Dạ, vậy chắc cũng vất vả hả cô? Dạ. Từ hôm bữa tới giờ có ai tặng quà gì cô không? Không, không có. Không ai tặng chứ hả? Rồi, thôi con thay mặt cô Phượng Vĩ nha. Rồi. Chúc cô sức khỏe, mua ai bán đắt. Rồi. Dạ. Rồi, chị kéo hộ cho em xem mặt cái. Chị tên gì? Tên Nguyễn Thị Mai. Năm nay chị Mai nhiêu tuổi rồi? 52. Dạ, một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? 52. Dạ, bán chị có lo cho ai không? Lo cả nhà. Dạ, con chị năm nay vô lớp mấy? Đi học hết rồi. Dạ, đi học năm nay vô lớp mấy á? Nghỉ học rồi. À, nghỉ học hả? Mình lo không nổi hả chị Mai? Lo không nổi. Bởi vậy, rồi từ bữa giờ không ai tặng quà cho chị hết hả? Rồi, hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ nha, chúc chị sức khỏe, ngoan bán đắt nha. Dạ. Rồi, rồi mà đợi con chút xíu, rồi em tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Thái Bảo. Bảo năm nay nhiêu tuổi rồi em? Em 17. À, rồi từ đó giờ em có đi học không? Dạ em nghỉ lâu rồi anh. À. Cha mất từ còn nuôi mẹ. À, rồi bây giờ thì em bán một ngày được bao nhiêu tờ? Dạ em bán có 120 ạ. À, mẹ em bị bệnh gì? Dạ, dạ mẹ em bị bệnh tim. À, bệnh tim hả? À, thành ra là phải nuôi mẹ. Dạ. Một ngày bán có 120 thôi. Dạ, còn nuôi em. Rồi hồi trưa nay em mua gì cho mẹ em ăn? Dạ mua đồ ăn về nấu. À, cũng giỏi ha. Rồi, em khá đẹp trai đó. Rồi, hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ nha. Ở Canada, chúc em sức khỏe, mua em bán đắt. Chào em. Dạ. Rồi, con chào bà nội. Bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 65. Dạ. À, bây giờ bà nội đang làm công việc gì để sinh sống? Giấy. Lụm giấy, lụm dây chai ha. Dạ. Ngoài lụm mấy ngày bán lần ngoài? 3-4 ngày. 3-4 ngày ngoài bán lần được bao nhiêu? 70-60. 60 đi. Dạ, là ngoài không có gia đình ha. Vậy là so ra một ngày ngoài bán có 20 tờ ha. Dạ. Trời ơi, bà con Vĩnh Kim đông dữ vậy hả? Dạ. Dạ rồi. Rồi, hôm nay thì đối với hoàn cảnh của ngoại ha, con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ, con gửi ngoại 300 nha. Dạ. Dạ, khoan đợi con chút xíu. Rồi, chị tên gì ạ? Dạ, chị năm nay nhiêu tuổi? 44. Ngày bán được nhiêu tờ chị Phượng? Em bán được 150. 150. Chị có lo cho ai không? Có, lo cho đứa con. Con chị năm nay lên lớp mấy? Lớp 10. Lớp 10. À, dạ. Vậy là chị có một đứa hay là mấy đứa? Một đứa. À, dạ. À, tên của em là Khương Nhật Minh ha. Dạ. Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi. Thì chị đã chuẩn bị gì cho con mình, chuẩn bị nhập học chưa? Chưa. Dạ. Ủa bây giờ sát luôn rồi đó mà chưa chuẩn bị nữa hả? Tại còn đang kiếm tiền để chứ em cũng còn bệnh nữa. À chị bị bệnh gì trong người? Nó gì rồi. Rồi đối với hoàn cảnh của chị ha, em hỗ trợ cho chị 200 với hỗ trợ cho bé 100. Đỡ được phần nào hay phần đó với tấm lòng của cô Phượng Vĩ ha. Rồi chúc chị ngoan vấn đắc. Rồi. Rồi chị tên gì ạ? Tên Linh. Chị Linh năm nay nhiêu tuổi rồi? 43. Ngày bán được nhiêu tờ chị Linh? 200. Dạ, 200 là nãy giờ hình như là chị bán được nhất ở đây phải không? Dạ, chắc mối nhiều lắm phải không? Hay là dùng mỹ nhân kế để bán? Chị bán gì thì chị có lo cho ai không? Có, lo nhau vậy. Dạ, gái chị năm nay vô lớp mấy? Đứa mẫu giáo. Đứa mẫu giáo còn đứa mấy nữa? Đứa kia lớn. À, dạ. Rồi, hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ ha. Chúc chị sức khỏe, mua em bán đắt. Dạ, rồi. Rồi, rồi chị tên gì ạ? Em tên Châu. Chị Châu năm nay nhiêu tuổi rồi? 38. Một ngày chị bán được nhiêu tờ chị Châu? Dạ, 108. Dạ, chị đang lo cho mấy bé? Dạ, một bé, học lớp 8. Chị chuẩn bị gì cho con mình chưa? Dạ, chưa, mua áo dài chưa chị Châu. À, con gái hả? Dạ. À, dạ. Rồi ông xã mày làm công việc gì chị Châu? Dạ, làm hồ mà mấy năm nay làm cũng ít lắm rồi. À, rồi hôm nay em cũng thay mặt cô Phượng Vĩ ha, gửi tặng chị phần quà với con của chị. Rồi, chúc chị sức khỏe nha, mang bánh đắt nha. Khoan đợi con chút xíu để hỏi cô cái đó. Rồi, cô tên gì ạ? À, Võ Thị Tiên. Dạ, một ngày cô bán được nhiêu tờ cô Tiên? 200 tờ. Dạ, bán như thế này thì cô có lo cho ai không? Lo bị thương. Cô bị gì? 4 năm mà tai nạn 3 lần. 4 năm mà bị tai nạn. Bị giò cái tay chứ. Trời ơi, nhưng mà giờ cô đi được là cũng không may mắn lắm rồi đó. Cũng tốn nhiều tiền lắm. Dạ. Dạ. Rồi. Hôm nay, dạ, hôm nay thì em thay mặt cô Phượng Vĩ ha. Rồi, chúc chị sức khỏe, phục hồi, mua ai bán đắt nha. Rồi, cô làm công việc gì vậy? Cô cũng bán số. Cô năm nay nhiêu tuổi? Cô 58 tuổi. Rồi với số là sao con không thấy? Cô nay đi khám bệnh, rồi cô về nghe chị kia nói bán số rồi đấy. Cô lại. Phải thấy ông Nguyên xay gạo cho. Dạ đúng rồi, chính xác. Cô này phải bán số không? Phải, đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng phải không? Dạ, bị bệnh nhiều. Dạ rồi. Rồi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm nha, cô Phượng Vĩ, chúc cô sức khỏe, phục hồi nha. Dạ, chị tên gì ạ? Dạ, chị năm nay bao nhiêu tuổi? Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ, rồi thì chị bán chị có lo cho ai không? Lo cho con đứa học lớp 10, đứa học đại học. À, lớp 10 với đại học chắc tốn nhiều lắm nha. Rồi hôm nay em cũng thay mặt cô Phượng Vĩ nha, tặng cho chị phần quà, chúc chị sức khỏe, mua ăn đắt nha. Rồi chị kéo khẩu trang em xem mặt cái. Chị tên gì? Dạ, chị năm nay nhiêu tuổi? Một ngày chị bán được nhiêu tờ chị? À, chị bán như thế này thì chị có lo cho ai không? Dạ cho ai ạ? Con hả? Con chị năm nay vô lớp mấy? Lớp 4. Chị có mấy bé? À, rồi chị chuẩn bị gì cho con mình chưa? Vẫn chưa chuẩn bị luôn hả? Rồi. Rồi cảm ơn chị. Em thay mặt cô Phượng Vĩ nha, tặng cho chị với con của mình nha. Rồi, chúc chị. Khoan, bà con đông quá không trật tự là con đi nha. Dạ chú ơi, chú làm ơn. Tại vì mình phải nhường nhịn nhau, chứ mà không trật tự là con phải đi đó. Chú làm ơn khẩu mắt mờ với ở con mình. Dạ. Bác kéo khẩu trang con cái. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 74. Dạ, một ngày mình bán được nhiêu tờ ông ngoại? 200. Dạ. Rồi ông ngoại bán như thế này thì mình có lo cho ai không? Hai đứa cháu ngoại, đứa lớp 8, đứa 7. Dạ, còn mẹ nó không gửi gì về cho hai trẻ con, hai chồng nó thôi nhau. Dạ, thôi nhau rồi ha. Rồi hôm nay con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ ha. Chúc ông ngoại sức khỏe và mua ai bán đắt nha. Dạ. Rồi cô kéo khẩu trang con xem cái. Cô tên gì? Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi? 56. Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 50. Ủa sao cô bán ít vậy? Tại thùng quá nha, bệnh hoài đi không nổi. À, sức khỏe cô bây giờ như thế nào? Bệnh hoài chứ. Dạ, cô bị bệnh hả? Dạ, hai cái khớp giận duy nhất nó đau. À dạ. Rồi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm là cô Phượng Vĩ nha. Chúc cô phù hợp sức khỏe và mong ai bán đắt nha. Dạ. Rồi chào cô. Rồi chị tên gì ạ? Chị Thu. Dạ, chị Thu ngày bán được nhiêu tờ vậy Thu? Được 1.500 nha. Dạ, chị bán gì chị có lo cho ai không? À, vậy là chị cho nó nghỉ học rồi hả? Dạ, nghỉ học rồi lớp 7 rồi. Dạ, từ hồi mà Tết tới giờ có ai tặng quà cho bà con không? Dạ không. Rồi, dạ bà con ít có nhận được lắm hả? Dạ. Quý quá trời luôn nha, mừng. Dạ rồi. Chạy đi chắc bé luôn chứ. Trời, hôm nay là em thay mặt cô Phượng Vĩ nha, tặng cho chị nha. Rồi, chúc chị mua ai bánh đắt. Dạ. Khoan, cứ đợi con chút xíu, không có gấp. Bà con sát vô cho người ta đi chợ nữa. Dạ, chứ đừng có để mình ảnh hưởng đến người khác nha.
Rồi chị tên gì? Dạ. Chị Liên nè, chị bán được nhiêu tờ? Rồi số dầu của chị đâu vậy? Chị này có bán với số không cô Lại? Có phải không? Tôi xe ôm dạ. Rồi 40 con, con chị lớp mấy với mấy? 20 tháng. Rồi mấy bữa gà rồi chị lo như thế nào cho con mình? À, rồi bán được con 120 cũng rất giả ha. Rồi thôi em gửi cho chị ha, với con của mình là 300 nha, tấm lòng cô Phương Vĩ. Rồi chúc chị mua ăn bánh đắt nha. Đợi con chút xíu. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 67. Bây giờ ngoại đang làm công việc gì ngoại? Đau thần kinh tọa, rồi hôm đó đi bán vé số mà thần kinh tọa rồi không đang nghỉ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Lệ. Ê, để tôi nói mày nghe nha. 39 tỷ. Ủa 29 tỷ mà không được như vậy. Dạ. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe phục hồi nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61 tuổi. Cô tên gì? Chồng chết. À, Chính. À, cô Chính năm nay đang làm công việc gì vậy cô Chính? Ở nhà giữ ba đứa cháu. Dạ. Rồi ở một mình. Cháu của cô là bao nhiêu tuổi? Từ 5 tuổi cho đến 14 tuổi. Ba đứa đó. Rồi ba mẹ nó có gửi tiền về cho cô không? Không á, ba mẹ nó bán nước mía từ giọt nuôi á, ăn học rồi cũng đủ rồi, cô phải đi xin phiếu sát giờ. Không có cái phiếu nào trơn á. À, vậy cũng khó khăn dạ, ha. Khổ dữ lắm mới đi mới về với đây. Dạ, còn cô làm công việc gì? Cô đi mặn mướn mà nhà nuôi người tâm thần đó. À. Một ngày cô làm được bao nhiêu? Có mấy chục ngàn hả? Dạ. Vậy là cũng khó khăn ha. Rồi hôm nay con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ luôn. Dạ, tặng lắm rồi, nhà chú mừng quá chừng luôn á. Tặng cho hai cô phần quà nha. Dạ, rồi chúc hai cô sức khỏe nha. Nhà nuôi tâm thành đó. Dạ. Rồi. Đi tùm lum hết trơn. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe và rồi có thêm nhiều việc hơn nữa ha. Rồi đợi con chút xíu. Dạ. Dạ. Rồi. Chị tên gì ạ? Tên Nguyễn Chị Kiều. Dạ, chị đang làm công việc gì chị Kiều? Bán trái cây. Bán trái cây, một ngày chị lời được bao nhiêu? Lời cũng ít lắm, nuôi mẹ già nằm chỗ. Trừ hết chi phí thì chị lời được khoảng bao nhiêu? Dạ, 100 mấy. 100 mấy hả? À, chị cũng rất giá hả? Còn bữa nào trái cây bán không hết thì chị giải quyết như thế nào? Thì lỗ. Thì lỗ, chị bỏ thôi hả? Dạ. Chị này khó khăn không cô Lệ? Khó khăn. Khó khăn phải không à? Rồi. Cái đầu gà ở đâu mà con đang cho ở đâu Chí Long hả? À, cái đó ở chợ Gạch Sỏi ở Kiên Giang. Con mới cho mấy ngày trước thôi. Dạ. Dạ đúng rồi, nói chung 13 tỉnh miền Tây là con phát hết. Từ xa con chở ra là con không nhận. Tại con chỉ thương bà con ở miền Tây thôi. Con thì ở Vĩnh Long. Nhưng mà ở nhà Hảo Tâm gửi Sài Gòn là con không nhận. Sài Gòn chợ đổ ra ngoài là con không nhận. Con chỉ nhận trong 13 tỉnh là con nhận thôi. Rồi chúc chị bán được nhiều trái cây hơn nữa nha. Dạ rồi. Rồi con năm nay nhiêu tuổi rồi? Một ngày con bán được bao nhiêu tờ? Con bán về con có lo cho ai không? Con đi học không? Con nghỉ rồi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Một ngày con bán được nhiêu tờ? À, rồi con có đi học không? Con cũng nghỉ luôn. Con nghỉ năm lớp mấy? Lớp 6. Con nghỉ năm lớp mấy? Lớp 7. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Từ đó giờ con có đi học không? Nghỉ học luôn rồi hả? Rồi con? Con nghỉ học luôn rồi hả? Nhà khó khăn quá, cha mẹ không cho đi học hả? Ừ. Rồi thôi, nhỏ nhỏ thì chú lì xì nha. Mỗi đứa phần quà nhỏ nhỏ nha. Rồi tấm lòng của cô Phượng Vĩ nha. Rồi chúc mấy con mua ai bán đắt nha. Rồi, nè con. Rồi, giỏi. Rồi, chú gửi nha. Nè con. Rồi. Rồi mấy đứa nhỏ đi bán đi nghe. Rồi con hỏi tiếp. Cứ từ từ. Rồi cô tên gì ạ? Khoan từ từ. Dạ cô Hạnh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 48 mà bệnh tim bẩm sinh nhỏ lớn. Còn dạ. Giờ đau khớp rồi giảm tinh mạch mất đi. Dạ. Đi cần nhắc giò thấp giò cao. Dạ mà một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Tầm tờ rồi. Dạ. Còn cái đống luôn. Ở đây bộ bán ế lắm hả con? Sao phải ai bán con 100, 150 gì không ha? Ừ, dạ cũng là tiền Giang mà ở tại An Thái Trung ha, với ở tại mà Cây Lậy bán rất là dữ dội, bán từ 200-300 đổ lên không à, mà ở đây bán ít ghê luôn á. Dạ rồi hôm nay thì con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ nha,
con năm nay lớp mấy? Lớp 9 và lớp 10. Dạ, là cô dẫn cho nó đi học hả? Cô chuẩn bị gì chưa? Mua sách mà chưa có mua tập. Dạ, rồi thôi gửi tặng cho cô ha. Cô Phượng Quỷ nha, chúc cô sức khỏe nha. Dạ, ngoan quán đắc. Dạ. Dạ rồi. Rồi chị tên gì ạ? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi chị Phượng? Dạ, một ngày chị bán được nhiêu tờ chị Phượng? Bán ngày có 100 mấy tờ là. Dạ. Con chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó học lớp 11. Nhưng mà chị vẫn ghé cho nó đi học mà. Dạ. Con học mẫu giáo tới giờ mình. À, rồi em thay mặt nhà hảo tâm là cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Gửi tặng cho chị phần quà với con của mình nha. Dạ. Rồi. Rồi, cô tên gì ạ? Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 120. Cô bán như thế này cô có lo cho ai không cô? Có ba đứa cháu ngoại với thằng chồng, thằng trai ở tù. À, con cô sao bị như thế? Dính lộn. Dạ. Dạ. Rồi cô bán như thế này thì từ hồi Tết tới giờ có ai hỗ trợ cho cô gì không? Không. Không ai tặng gì cho cô hết hả? Còn cháu ngoại thì con của mình không gửi quà gì hả? Hai chồng nó lịch sịch rồi, mảnh nào nó đi rồi bị tăng luôn. À, dạ. Rồi, thôi cháu ngoại cô là bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi? Dạ rồi, hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ nha, cũng tặng cho cô một phần quà với để cho cô mua đồ ăn cho mấy bé nha. Rồi chúc cô ngoan quán đắc. Rồi chị tên gì ạ? Dạ, một ngày chị bán được nhiêu tờ chị? 400. À, chị bán về chị có lo cho ai không? Dạ lo cho em vòng em. Hồi nào anh bị gì vậy? Tấm đàn nó sánh vô ba hai hai lóng bài. Trời ơi, vậy là anh đang làm lao động hả? Mà bị tai nạn. Dạ, là anh làm thợ hồ á hả? Dạ. Rồi con của chị có mấy bé? Dạ, em ba đứa. Ba đứa, đứa bao nhiêu tuổi? Đứa 18 tuổi, đứa 16 tuổi mà nghỉ học hết rồi. Còn đứa? Đứa đi làm, đứa 16 tuổi đi làm. À, rồi. Em có đứa nhỏ nữa. Rồi, rồi chồng mình bị tai nạn thì chị lo như thế nào? Dạ, dạ em mấy số. À, cũng mấy số luôn phải không? Rồi thôi hôm nay em cũng thay mặt cô Phượng Vĩ ha, tặng cho ông xã của chị một phần để chị mua thuốc cho ông xã của mình nha. Dạ rồi. Rồi cô tên gì ạ? À, Nguyễn Thị Bé Nga. Một ngày cô Nga bán được bao nhiêu tờ? 150 giấy. Dạ. Bé này là gì của cô? Cháu ngoại. Dạ. Rồi năm nay cô có cho con mình đi học không hay là lớn rồi? Chưa, giờ đi bán số. Dạ. Rồi thôi con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ ha, tặng cho cô một phần quà nha. Rồi. Rồi, chúc cô ngoan đắc nha. Nè, chú lì xì cho con nha. Ừ. Rồi, khoan bà con ơi, đợi con chút. Bác kéo khẩu trang con xem cái bác. Bác năm nay nhiêu tuổi? Dạ, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 150 hả? Dạ, bác bán vậy bác có lo cho ai không? Dạ, mà bác bị tai biến hay sao bác? Dạ, bác bị mấy năm rồi? 5 năm. Dạ, từ hồi Tết tới giờ có ai tặng cho bác gì không? Dạ, không ai tặng chứ hả? Dạ. Rồi, con thay mặt cô Phượng Vĩ nha, ở tại Canada, chúc bác sức khỏe nha. Mua ai bán đất. Dạ. Rồi, bây giờ bà con nào đã nhận quà thì bà con di chuyển đi đi để cho người ta mua bán nữa. Để người ta mua bán được, người ta khó chịu kìa. Nha. Yeah. Rồi, anh làm công việc gì vậy? Đi hút rác. Anh kéo khẩu trang em xem với. Anh hút rác như thế này thì một tháng anh được bao nhiêu? Ăn hộ gia đình đó. Một hộ được bao nhiêu anh? Ăn hộ 20 ngàn. Hộ 20 ngàn là một tháng hả? Giờ mà anh một tháng anh được bao nhiêu hộ? Mới có chừng 100 mấy hả? 100 mấy hộ. Giờ 20 ngàn. Vậy là được có 2 triệu mấy hả? Ồ, vậy cũng rất giả cho anh đó hả? Rồi anh hốt như thế rồi những cái đồ chai chai anh có lụp lại không? Có. À dạ, cũng phải kiếm thêm thu nhập cái đó ha. Nhưng mà ít lắm, ở vườn mà người ta để dành người ta bán cho người ta. À đúng rồi, cũng hợp lý. Hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Dạ. Tặng cho anh phần quà, chúc anh sức khỏe nha. Cảm ơn anh với con. Dạ rồi, rồi chào anh. Một ngày con bán được bao nhiêu tờ? 120 giấy. À, con bán hết chưa? Dạ con bán hết tờ mẹ. Ừ, rồi thôi chú lì xì cho con nha. Rồi tặng cho con phần lì xì nha. Ừ. Rồi chị kéo khẩu trang em xem cái. Rồi chị tên gì ạ? Chị Hân. À, Ngân, năm nay chị Ngân nhiêu tuổi rồi? Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ ạ? À, bán như thế này thì mình có lo cho ai không chị Ngân? À, bao nhiêu tuổi, ạ? À, dạ, đứa học lớp 6, đứa học lớp 4, đứa 4 tuổi với một đứa 20 tháng.
À, còn hai đứa đầu tiên thì chị có cố gắng để lo cho nó không? Có, vẫn còn đi học. Vẫn lo cho nó đi học ha. Còn bây giờ chuẩn bị đến ngày nhập học rồi thì chị chuẩn bị gì cho bé rồi? Dạ, mua sách, tại vì nó cũng đang học thêm á anh. À. Mua sách rồi, tại vì xài cặp cũ. Mà một ngày bán được có 120 tờ thôi. Dạ, tại vì bán còn giữ thêm nữa. À, dạ rồi. Rồi, thôi thì em cũng thay mặt cô Vĩ ha. À, cô Phượng Vĩ ở Canada gửi chị phần quà nha. Rồi chúc chị sức khỏe để mua ăn bán đắt để lo cho con mình ha. Rồi chị kéo khẩu trang em xem mặt cái. Chị tên gì? Dạ, em tên Trần Thị Hoa. Chị Hoa năm nay nhiêu tuổi rồi chị Hoa? Năm nay 43. Ngày chị bán được nhiêu tờ chị Hoa? Em bán 200 mấy. 200 mấy. Và chị bán như thế này chị có lo cho ai không? Dạ có, lo nhà trọ. Lo nhà trọ. Dạ nhà trọ với Phúc Vĩnh Hoàng. À, một tháng chị đóng bao nhiêu? Đóng 945. À. 950. Còn con của mình thì như thế nào? Dạ con em 4 đứa. Chị cho nó đi học hay là chị cho nó nghỉ hết rồi? Không có khả năng có phải không? Chồng, dạ. Chồng. Dạ. Rồi, chồng đâu? Dạ, chồng em đi bán. Dạ. Rồi, thôi em cũng hỗ trợ cho chị với 4 đứa con nha. Dạ. Rồi, chúc chị sức khỏe. Dạ, cô quán bánh bưng mà. Dạ. Em bệnh em mua gánh bánh bưng mà có đứa con bị té chẹo cột sống rồi cho chị địa điểm qua lò 4 lò 5. À. À, giờ bác sĩ kêu mổ 4 mấy triệu mà chị bán cái gì á? Em bán đồ gánh bánh bưng ở ngoài chợ. Biết rồi nhưng mà chị bán cái gì á? Cháo, bánh canh vậy đó. À. Đẩy xe vậy đó. Hoàn cảnh dạ. Trong này cũng khó khăn. Ở nhà trọ, dạ. Ở nhà trọ nữa hả? Dạ. Con mà bệnh nặng nữa. Rồi. Dạ, cô Phương Vĩ ha, gửi tặng cho cô nghe. Rồi, chúc con cô phù hộ sức khỏe. Dạ. Dạ, ngoài kéo khẩu trang xem mặt cái không ạ? Ngoài năm nay nhiêu tuổi? 78. Bây giờ chắc mình đâu làm gì nổi không ạ? Dạ, bây giờ sức khỏe ngoài như thế nào? Dạ, ở nhà ngoài khó khăn không? Ngoài không có gia đình hả? Dạ, còn con cái thì làm gì ngoài? Dạ, thôi gửi ngoại phần quà để mừng tuổi ha. Dạ, mừng tuổi ngoại trước nửa năm nha. Rồi, chúc ngoại sức khỏe năm mới 2024. Dồi dào sức khỏe. Dạ, cô tên gì ạ? Dạ. Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Dạ. Chứ con thiệt tình là em hỗ trợ hết. Dạ. Cô bán như thế này thì cô có lo cho ai không? Cháu ngoại cô bao nhiêu tuổi rồi? Rồi con cô không gửi tiền về để lo hả? Cô này sao cô lại ơi? Được không cô? À vậy hả? Dạ rồi. Rồi chúc cô ngoan bán đắt nha. Dạ. Rồi chị tên gì ạ? Chị Sáu, ngày bán được nhiêu tờ chị Sáu? Dạ, chị bán gì chị có lo cho em chị Sáu? Bà già giờ cẳng mới yếu đuối lắm rồi. À, lo cho mẹ mình ha. Từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà cho chị gì không? Có mấy chỗ từ thiện tặng gạo này kia. À, dạ rồi. Hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Chúc chị sức khỏe và mua ăn bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh làm công việc gì vậy? Anh này bị bệnh hả? À, dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Anh tên gì? À, 8 tuổi hả? Rồi thôi chúc anh Sơn năm mới 9 tuổi nha. Chú này bị câm điếc hả? Dạ. Rồi thôi tặng chú một phần quà nha. Không nói chuyện thì đâu có hỏi gì được. Rồi chúc chú sức khỏe nha. Tấm lòng cô Phượng Vĩ. Rồi chào bà con nha. Cảm ơn cô Lệ nha. Con gửi rồi. Em gửi rồi. Dạ. 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 Không có khả năng để như cả như con vậy. Dạ. Ra cô rất mừng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Không phải là không cho nhưng mà tại vì em muốn đi vòng vòng. Dạ, chứ em không muốn đứng chỗ. Dạ. Rồi cảm ơn cô lại nha, chúc cô lại mua ăn đắt nha. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi? Mai còn làm gì nổi không mày? Bán số. Bao nhiêu số ngày mới bán được nhiêu tờ? 150 hả? Dạ. Rồi từ hôm bữa Tết tới giờ có ai tặng cho mày không? Dạ. Rồi thôi con chúc ngoại sức khỏe nha. Với tấm lòng cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Dạ. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ. Một ngày mà bán được nhiêu tờ ngoại? Trăm mấy à. Dạ. Từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà gì cho ngoại không? Dạ. Dạ. Không ai tặng chứ hả? Rồi thôi con chúc ngoại sức khỏe và mua ai bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn chị. Thôi chúc chị sẽ mua ai bán đắt nha. Rồi tạm biệt. Rồi chào bà con nha. Dạ. Cô đi mua gì?
Cô hết thấy đường rồi hả? Rồi bây giờ cô đang làm công việc gì để sống? Tôi bắt ốc đi bán mà. Bắt ốc hả? Một ngày cô bán được bao nhiêu? 30-40. Dạ. Rồi thôi tặng cô phần quà luôn nha. Cũng cô chúc cô sức khỏe nha, với tấm lòng cô Phượng Vĩ nha. Cô ngồi hay sao? Bán rau đi không được hả? Ngoài kéo khẩu trang con xem mặt kéo ngoài. Dạ, nãy giờ mới thẳng. À, ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? 69. Ngày mới bán được nhiêu tờ ngoài? Có 10 cặp à. 10 cặp là 120 ha. Dạ. Từ hồi tối tới giờ có ai tặng gì ngoài không? Không. Dạ. Rồi. Hôm nay con cũng thay mặt nhà hảo tâm ha, cô Phượng Vĩ nha. Chúc ngoại sức khỏe, mua ăn bánh đắt nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Ngoài bị gì vậy ngoài? Đứng cá thấy được không chị? Dạ. Nó bỏ tôi chứ tôi giải người ta thường. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 mấy tuổi rồi hả? Dạ. Rồi thôi con gửi tặng cho ngoại phần quà nha. Tấm lòng cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Chúc ngoại sức khỏe. Cảm ơn chú nha. Dạ. Chúc chú bước đường mạnh giỏi nha. Cảm ơn ngoại. Khoan từ từ. Chị bị bệnh bẩm sinh hả? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ, có 13 tuổi hả? Rồi thôi chúc chị sức khỏe nha. Tuổi 13, từ từ đợi em chút. Rồi đây gửi tặng cho chị nha. Rồi đợi con chút xíu. Khoan đợi con chút xíu. Vô vô cô bán rau con xem thử coi. Vô cô bán rau nè. Cô bán rau rồi con. Dạ. Dạ. Mẹ già nằm chỗ. Giờ cô bị gì vậy cô? Dạ. Cô bị gì? Cô đi không được hả? Dạ bệnh cái giò. Dạ. Bây giờ cô đi đứng được không? Dạ đi vòng vòng đây được, đi xa đi không được. À, kéo khẩu trang xem mặt cái. Dạ. Một ngày mà cô trừ hết chi phí thì cô lời được bao nhiêu? Không phải là nhiều. Dạ. Bà khó khăn lắm con. Chứ bán vô trong đây thì coi như là khó bán lắm nè. Dạ. Bệnh cái giò, cái lưng. Rồi, thôi con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ nha. Dạ. Ở Canada. Rồi chúc cô phù hồi sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi. Con cấm nè, con cấm nè, con cấm nè. À, chị này. Chị này không nói chuyện được. Dạ, bà này. Còn cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 79 tuổi. Rồi, cô đang làm công việc gì? Dạ, đang bán số ít thôi, bán ngày 50 à. Có bán gì. Mà cô bán ở khúc nào? Khúc này. À, cô này có bán với số không hả chị? Có. Dạ có phải không? Trong chết hơn mùa dịch nữa hả? Dạ rồi. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Rồi chị không nói chuyện được phải không? Dạ. Không nói chuyện được là thiệt thòi rồi. Nếu mà chị này không nói chuyện được chỉ làm công việc gì vậy chị? Làm mướn cho người ta. Ai mướn gì làm? Ai mướn gì làm đó hả? Dạ rồi. Dạ. Dạ. Còn cô hả? Cô Bình Vĩnh Quý á. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 66. Rồi giờ cô đang làm công việc gì cô? Cô ở nhà nhức mỏi không làm gì được. Dạ. Thôi tặng cô phần quà là lấy thảo rồi, thôi nha. Cảm ơn nhiều nha. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Rồi con chào mình cô. Cho em bé đi, em bé này đi học. Dạ không được. Không được. Dạ không dạ. Được. Chú bán giấy số hả? Dạ. Nên chú nhận quà chưa? Hồi nãy có nhận rồi. À cảm ơn chú. Dạ. Nó cũng bán giấy số hay sao chị? Đâu nhìn chú cái coi. Con có đi học không? Ừ, năm nay con nhiêu tuổi rồi? Rồi chú tặng cho con phần nha. Chúc Huynh nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Rồi chúc bà con mua bán đắt nha. Em đi đây. Thấy chú làm mà tự nhiên rơi nước mắt. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Tại bà con ở đây ít nhận được hay cô? Dạ. Dạ. Cũng như là công đức vô lượng. Dạ, con cảm ơn. Chú dồi dào sức khỏe. Dạ. Để ngày sau được có tiền dồi dào là phát đạt lên để mà lại tới chợ Vĩnh Kim giúp những người dạ. Khó khăn vậy. Dạ, con cảm ơn. Chú làm tôi rơi nước mắt nãy giờ. Con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Rồi con chào bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi. Dạ, bây giờ bác làm công việc gì để sống bác? Bán giấy số. À. Bác bị sốt bại liệt hả? Ừ. Dạ, từ nhỏ hả bác ha? Mới à. Mới đây hả? À. Một ngày bác bán bao nhiêu tờ? Có 200 à. Dạ. 120 à. 120. Từ hồi tết tới giờ có ai tặng quà gì cho bác không? Không ai tặng luôn hả? Do bà con ở đây ít có hỗ trợ hả chị? Ít lắm. À cho phiếu. Dạ rồi con thay mặt cô Phượng Vĩ nha, chúc bác sức khỏe. Dạ mua ăn bánh đắt. Dạ không được, ở nhà là không được.
phải gặp mặt em mới được. Chứ xin giùm em gửi không giờ em được. Khoan khoan bác đậu xe vô đi bác. Đậu xe sát vô để anh hưởng nữa. Dạ. Ở khúc đó là khúc hồi nãy em đứng đó cô chú anh chị. Em phải di chuyển chỗ khác mới được. Bác bán vé số hả? Bác tên gì? Quà. Bác Quà năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 5 tháng. Bác cởi cái nón con xem thử coi. 5 tháng. À, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ bác Quà? 200. Dạ. Từ Tết tới giờ có ai tặng cho bác quà gì không? Không. Dạ. Không ai gửi hết hả? Rồi hôm nay con thay mặt cô Phường Vĩ ở Canada nha. Rồi gửi bác phần quà. Chúc bác sức khỏe nha. Ngoài bánh đắt. Dạ. Rất điện không? Chú kéo khẩu trang xem mặt đi. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 80 rồi. Chú đang làm công việc gì? Xe ôm ha. Rồi thôi chúc chú mua ăn đắt luôn ha. À, có thêm nhiều khách hàng hơn nữa nha. Dạ. Dạ. Hồi nãy như bác nhận chưa? Chưa hả? À, bác tên gì vậy bác? Nguyễn Nhân Của ở Duy Phú. À, bác một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Bác có 100 tờ. Dạ, có 100 tờ hả bác? Dạ. Từ hồi tối tới giờ có ai tặng quà gì cho bác không? Không. Bác bị sốt bại liệt hả? Dạ, sốt bại liệt. Dạ. Rồi hôm nay con cũng thay mặt nhà hảo tâm ha, ở cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Ủa mà nãy chị nhận quà rồi phải không? Chưa hả? Chị tên gì? Chị tên Lệ. Một ngày chị bán đi nhiêu tờ chị Lệ? Chị bán 250. Dạ. Chị bán 250 thì như là bán top ten ở đây rồi. Để thấy người ta bán có 200 hả? À, bán online hả? Từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà gì cho chị không? Cái đó thì chắc không có khả năng giúp rồi. Rồi, thôi con gửi cho chị nha. Chị mua bánh đắt. Không có con gặp mặt đúng hoàn cảnh không mới hỗ trợ được. Khổ dữ lắm, bị nghèo lắm, nhà sập rồi người ta cho cái nhà cất giờ. Có già ở con mình rồi em cũng phải. Mọi năm nay nhiêu tuổi rồi? 74 tuổi rồi, em nghèo lắm, em bây giờ cái hồ tiêu cũng sập hết sân, còn té hồ tiêu còn khổ lắm. Rồi. Nghèo lắm, người ta chỉ. Thôi chắc ngoại đâu có làm gì nổi hả? Không có làm nổi em rồi. Rồi. Thôi con chúc ngoại sức khỏe phục hồi nghe. Em là ơn cho. Dạ không ngoại, được rồi ngoại. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Bác cởi khẩu trang con xem. Ủa cởi cái nón này con xem cái bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ đổi nón vô đi ông ngoại. Rồi, một ngày ông ngoại bán được bao nhiêu tờ? Dạ, từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà cho ông ngoại không? Không ai gửi tặng hết hả? Rồi, hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Mình chúc ông ngoại sức khỏe, mua ăn đắt nha. Dạ, rồi chú cởi cái nón xem với, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, chú bị bệnh hồi nhỏ hả? Dạ, là bị nhiễm qua bên vậy hen. Ngày chú bán được nhiêu tờ chú? Dạ, mà từ đó giờ có ai tặng quà cho chú không? Cũng ít ha, ít con nhận ha. Hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Rồi con chúc chú sức khỏe nha. Mai bán đắt. Dạ. Dạ cảm ơn cô chú. Cô tên gì ạ? Cô tên Nguyễn Kim Loan. Cô Loan năm nay nhiêu tuổi cô Loan? 67 tuổi. Ngày cô bán được nhiêu tờ cô Loan? 120 vé. Dạ, cô bán gì cô có lo cho ai không? Dạ, ông xã nhà ông bị bệnh thần kinh cô. À, bị thần kinh. Dạ. Dạ, ông bà con ở đây bán khó khăn ha. Rồi hôm nay con Dạ, hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada tặng cho cô phần quà nha. Rồi. Chúc cô sức khỏe. Dạ. Rồi chào chị tên gì? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, một ngày chị bán được nhiêu tờ chị Hạnh? Dạ, chị bán gì chị lo cho ai không? À. Bao nhiêu tuổi chị? 13 tuổi. À. 13 11. À dạ. Rồi từ hôm bữa Tết tới giờ có ai tặng quà gì cho chị không? Dạ, chưa có duyên ha. Rồi hôm nay thì em cũng thay mặt, chị có cho mấy đứa nhỏ đi học không? Vẫn có ha. Hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, tặng cho chị một phần với con của mình một ít nha. Dạ, để cho bé chuẩn bị đi học. Rồi chúc chị ngoan bánh đắt nha. Ông ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 70. Kéo ông ngoại kéo cái nón con xem với. Rồi ông ngoại đội vô đi. Rồi. Chạy ba bánh chạy xe lôi hả? Chạy bánh kéo. À ba bánh kéo. Kéo bộ. Bây giờ một cuốc ông ngoại kéo là được bao nhiêu tiền ông ngoại? Một ngày của mình 50-60 ngàn. Có 50-60 ngàn cũng khó khăn quá. Mà từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà cho ông ngoại không?
có không nói rồi cho được cái dạo. Dạ lâu chưa ông ngoại? Là cũng hôm 5 tháng 5. À dạ. Rồi con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Chúc ông ngoại sức khỏe nha. Dạ. Rồi chào ông ngoại. Dạ. Cô kéo khẩu trang con xem mặt cái. Cô đang làm công việc gì? À, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 49 tuổi, nuôi 2 đứa cháu. Rồi, thôi tặng cô phần quà lấy Thảo nha. Rồi. Rồi, chị tên gì ạ? Em tên Thảo. Chị Thảo năm nay nhiêu tuổi rồi chị Thảo? Em tuổi thình 47 tuổi. Tuổi thình là 47. À, một ngày chị bán được nhiêu tờ? 50-60 ghé. À, chị bán sao ít vậy? Con ế. Ế. Chị bán gì chị có lo cho ai không? Chứ mẹ già không có. À, chị không có con hả? Em có đâu có gia đình đâu có con. À, không có gia đình ha. Rồi em thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Tặng cho chị phần quà. Chúc chị mua bánh đắt nha. Dạ. Dạ. Rồi bác cởi cái nón ra xem cái bác. Rồi đợi vô đi bác. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 65. Dạ. Một ngày bác bán được bao nhiêu tờ bác? 100 tờ. Sao bán ít vậy bác? Dạ. Rồi bán gì thì bác có lo cho ai không? Bị tai biến mấy năm rồi hả? Dạ. Rồi thường thường bác mua gì để cho bác với vợ bác ăn? Thì mua đồ ăn cũng đơn giản vậy đó. À. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, tặng cho bác phần quà với bác gái ở nhà một phần ha, nhỏ nhỏ. Chúc bác sức khỏe. Dạ, mua ăn bánh đắt. Ngoại bị gì vậy ngoại? Dạ 75 tuổi rồi. Dạ, mà ngoại bị gì ngoại lấy cái cây lau nhà ngoại chống đi nè. Cái chân nó bị yếu á. Dạ. Đi mà không có chịu thì nó té. Mà giờ ngoại đang làm công việc gì? Dạ cũng hôm đó đi bán vé số rồi từ hôm cô biết cái này không có đi. Cô này có bán vé số không cô? Biết không? Cô sen mà. Dạ biết không cô? Có không cô? Dạ, là cô COVID xong là mình bị bệnh hay sao ngoại? Không có, chân thì cũng yếu vậy nhưng mà ở nhà luôn không đi nữa. À. Từ hồi Tết tới giờ có ai tặng gì ngoại quà gì không? Có, với tỉnh ủy lên cho được 200, người huyện ủy 300. À, dạ rồi. Hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm nha. À. Cô Phượng Vĩ chúc ngoại sức khỏe nha. Cũng gửi lời thăm chúc mấy cô ở bển cho khỏe khoắn. Dạ, vậy đó. Cảm ơn ngoại. Rồi, chào ngoại. Chúc con rồi. Dạ, rồi. À, bác kéo khẩu trang xem với. Dạ, bác tên gì? Quá đẹp trai không? Dạ quá đẹp trai luôn. Tên Đại. Bác Đại hôm nay nhiêu tuổi rồi bác Đại? 72. Một ngày mình bán được nhiêu tờ bác? Được 200 mấy. Dạ, đẹp trai gì có nhiều vợ không bác? Vợ chết rồi. À vậy hả? Vợ chết phải kiếm vợ khác chứ. À. Kiếm gì già rồi kiếm. Coi như là hết xí quách rồi hả? Bán không đủ ăn mà kiếm gì nữa. Dạ rồi. Rồi từ hồi Tết tới giờ có ai tặng cho bác Đại gì không? Có nhà nước á. À tặng cho bác được gì? Covid. Từ COVID là lâu rồi, từ hồi Tết tới giờ kìa. Tết giờ không có. Rồi, hôm nay con thay mặt cô Phượng nha. Ở Canada chúc bác sức khỏe. Mua bánh đắt. Nha. Bác này lùm vai chai hả? Dạ. Rồi con mời bác qua. Bác đi lùm vai chai hả? Bác cởi khẩu trang con xem với. Dạ, bác cởi, dở cái nón này con xem với. À, bác lùm vai chai vậy một bao nhiêu ngày bác bán một lần? Tháng bán rồi. À, một tháng bác bán được bao nhiêu tiền bác? 1 triệu mấy. À, bác xin vô đây cho xe qua bác. Dạ. Yeah. Một tháng 1 triệu mấy là một ngày bác cũng lấy thu nhập được khoảng chừng 40 ha. Dạ, yeah. Vậy coi như cũng lụm được á. Dạ, yeah. Bác mà bác lụm vậy bác có lo cho ai không? À, có bà xã nhà. À dạ. Yeah. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng ha, ở Canada chúc bác sức khỏe. Lụm được nhiều chai hơn nữa nha. Rồi con chào bác. Khoan để con coi bán vé số. À vé số nãy cô này rồi. Không con nít con không có gửi đâu. Không có. Cô dắt nó về đi. Không được, con không có dắt nít đâu. Dạ cô tên gì ạ? Cô tên Nguyễn Thị Nga. Dạ cô Nga năm nay nhiêu tuổi rồi cô Nga? 65 tuổi. Cô đang làm công việc gì cô Nga? Cô này có bán vé số không cô? Có. Dạ có hả? Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Một ngày cô bán 120 vé. À rồi sao hôm nay con không thấy cô bán? Cô bán hết rồi. À dạ. Từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà gì cho cô không? Rồi, hôm nay con thay mặt cô Phượng nha, ở Canada chúc cô sức khỏe. Dạ, con cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn. Mà bà mà mẹ cục giò nắm nha. Tâm thần mà mẹ cục giò. Rồi, con mời bác lại đây ạ. À. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 52 rồi. Dạ, bác bị bệnh hả? Bệnh tâm thần lâu rồi. Dạ, có giấy không bác? Có, lãnh thuốc y tế kia hoài à. Rồi. Rồi, chúc bác sức khỏe nha, phục hồi nha. Cảm ơn. Rồi. Rồi thôi nha, chào bà con nha.
đi đây. Thường thường em thấy cái khúc sông á là người ta bán hải sản là nhiều, mà ở đây em thấy ở chợ Vĩnh Kim thì bán gà, bán vịt là nhiều nha cô chú anh chị. Ở thủy sản chứ. Dạ. Cũng có cá lóc, cá trê rồi nữa nè. Cua, ốc. Dạ. Cô này bán cá. Ồ, phóng xanh chỗ này cũng được nè cô chú anh chị. Xong nó cũng rộng ha. Dạ, yeah, cá chê. À, cô chú anh chị xem cái khu vực phía sau này nè. Có một cái bờ sông rất là rộng luôn. Thời điểm này thì nước nó đang cạn á. Bà con buôn bán ở đây thấy những người khó khăn nhận được quà họ vui lắm cô chú anh chị. Có những người rớt nước mắt luôn. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi rồi. Bác bị tai biến năm mấy tuổi? Tai biến nay cũng năm mấy rồi. À, bác bị bên phải hả? Dạ. Bây giờ sức khỏe bác như thế nào? Đi sao nó yếu quá. Hồi nói nó còn lùa đớt á. À, nhưng mà hồi trước khi mà bác tai biến bác làm công việc gì? Ở nhà làm vườn. Rồi. Thôi gửi tặng cho bác một phần quà nha, lấy Thảo nha. Rồi, chúc bác sức khỏe phục hồi nha. Rồi, chào bác. Dạ, rất là đẹp. Cảm ơn chị. Dạ, em chỉ quay sơ sơ thôi. Dạ. Dạ. Cái đường này thì ra ngoài chợ rồi nè, ô ra ngoài đường lớn rồi nè cô chú anh chị. Em đi đường bên đây. Rồi chào bà con, mua bán được không bà con? Dạ gác chút lên. Rồi đứng đây dở lô tan cho tao nói cho tao hỏi tao nè, chút này nè. Chồng bị tai biến nó. Rồi cô qua đây đi con hỏi một vài câu. Cô tên gì? Dạ tên Hà. Cô Hà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 58 tuổi rồi. Mình làm công việc gì cô Hà? Dạ, ở nhà. À, cỏ vườn đó. Mình cỏ ha. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng nha, tặng phần quà lì xì, cô ít đồng nhiều nha. Dạ. Tôi đi bán xiển đâu nghe. Dạ. Đi bán đây sớm mới về mới nhà nó chạy không chết. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi mày? 73 tuổi con. Dạ, bây giờ thì sức khỏe ngoài như thế nào mày? Trời đau lưng muốn chết con. Dạ. Rồi một ngày mày bán được bao nhiêu tờ? Có 50 tờ chứ sao à. Bán sao ít vậy mày? Chớ giờ không có vốn thì phải bỏ nhiêu rồi bán nhiêu. Dạ. Còn bây giờ là ngoài cũng đau lưng hả? Đau lưng quá trời. Ra bán nhiêu đó thôi. Ờ đó thôi, bán hết về. Ngoài bán về ngoài mua gì ngoài ăn mày nói con nghe chứ. À, mua ví dụ mua cơm ăn rồi về mua thuốc đủ sống là hết. Dạ. Cũng lớn tuổi quá rồi ha. Dạ. Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng nha, ở Canada. Dạ. Tặng cho ngoại phần lì xì. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Nha. Dạ. 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 Mới xanh hả? Ừ. Nhỏ này năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ nay em 25 rồi. Đứa này đứa thứ mấy rồi? Mới đẻ. Mới sanh mấy ngày rồi? Dạ nay được tháng rồi. À, ngồi nhà khó khăn lắm hả? Dạ. Rồi dạ, đứa, tôi mới la kìa. Đứa đầu là bao nhiêu tuổi? Dạ đứa đầu được 1 tuổi à. À, đứa sau là mới sanh. Dạ, vợ chồng làm em bị nhức cái lưng đi làm không có được á. Là mới có 20 ngày thôi hả? Dạ. Và thành ra là giờ nghe tin là cho quà là em ra hả? Dạ. Rồi em cho con em bú bằng gì? Sữa mẹ. Sữa mẹ hả? Dạ. À. Đứa đầu vẫn còn bú luôn? Dạ không, đứa đầu thôi.
Rồi xanh cũng vất vả ha. Rồi thôi anh cũng thay mặt cô Phượng nha. Ở tại Canada nha, đi từ từ thôi nha. Rồi. Rồi thôi chúc em phục hồi sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Rồi, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 61. Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 120. Dạ, rồi cô bán hết rồi hả? Này không có vé, không có bán. À, nên anh ta không có giao ha. Từ hồi Tết tới giờ có ai tặng quà gì cho mình không? Không. Dạ, không ai gửi tặng hả? Gần này nó bệnh rồi. Dạ, rồi. Mà bây giờ ngoài về với ngoại dẫn xong rồi về giùm con đi. Nha. Rồi, hôm nay con thay mặt cô Phượng nha, tặng cho cô phần quà. Chúc cô sức khỏe, mua em bán đắt nha. Dạ. Cô bị gì vậy cô? Ba tông vô đây giải tài. Cô kéo khẩu trang xem mặt với. À, mà cô đang làm công việc gì? Dạ, đang đi bán ở chợ mà nay hết đồ giặt rồi. À, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 59. Dạ. Dạ rồi, thôi con cũng gửi tặng cho cô một phần quà. Rồi, để cô uống thuốc nha. Dạ. Rồi, cô ít làm nhiều thôi cô. Dạ, anh kéo khẩu trang em xem với. Dạ, anh không nói chuyện được hả? Anh nghe được không? Rồi anh này không có nghe được, anh nói bán vé số. À, anh bị não. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ. 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 Kéo khẩu trang qua xem mặt cái. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 61. Cô đang làm công việc gì vậy cô? Dạ. Đó. Rồi thôi gửi tặng cho cô phần quà lấy thảo nha. Dạ. Đợi con chút xíu. Rồi ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? 67. Dạ, mình còn làm gì nổi không mày? Có sửa đồ. Sửa đồ, dạ. Vậy cũng khó khăn không mày? Một ngày thu nhập mày được bao nhiêu? Sửa đồ tính rẻ, người ta đem lại vừa từ thiện vừa hết đất. Dạ, thôi con chúc mày sức khỏe nha. Dạ. Rồi, mình đang làm công việc gì vậy cô? Dạ, ở nhà ông chồng á, ông bệnh. Dạ. Mà nhà mình khó khăn không mày? Dạ, khó khăn lắm. Rồi, thôi con cũng gửi tặng cho ngoại phần quà nha. Chúc mày sức khỏe nha. Dạ. Cô đang làm công việc gì? Cô bán cái gì? Giấy số, phải có giấy số mới được chứ. Ờ, giờ cô nói đúng nghề cô đi, con mới gửi. Giấy số, ai khi làm gì làm mấy, cũng đi làm mướn. Ờ, phải đúng nghề cô mới gửi được. Thôi gửi tặng cho cô nghe. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, bác làm công việc gì? Bán giấy số. Bác làm nghề chạy xe ôm hay là bán giấy số? Bác nói đúng nghề đi, con mới gửi. Bán giấy số. Bác chạy xe ôm hay là bán giấy số? Bán giấy số. Bán giấy số rồi sao không thấy số giò? Mới về. Rồi thôi gửi tặng cho bác một phần nhỏ nhỏ thôi nha. Dạ. Rồi, con chào bác. Dạ. À dạ không, con ở đây. Dạ. Chú xin bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 6 mấy rồi chú. Bác đang làm công việc gì vậy? Dẫn bà vợ đi sinh á, bà té lệ từ sáng á. Không có bác làm công việc gì á? À, tôi á, tôi không có làm gì hết, bán số và bà lệ từ dẫn bà đi sinh rồi. Ngoài nhà bác khó không? Dạ. Nhà khó. Bác khó khăn không? Khó khăn lắm. Dạ, rồi thôi gửi tặng cho bác phần quà nha. Dạ, cảm ơn. Để Thảo, rồi. Cô bán cái gì vậy? Bán giấy số, không thấy giấy số không sao mà gửi. Đâu quay qua sau lưng mấy cô nhờ mấy chị này làm chứng cô bán giấy số đi. Được. Rồi con mới giải quyết. Ờ đây không biết mặt có tên có người nào giấy số có sổ giò không được rồi. Em bán em về nhà làm trở ra nghe nói trở ra này. Ờ thiệt với em bệnh. Ờ con chia sẻ với con luôn tại vì nói có sách mách nó phải có chứng. Bây giờ không có chứng cứ là con không gửi được. Rồi thôi gửi lấy Thảo thôi. Nghe. Ông bệnh tai biến. Dạ, lấy Thảo thôi. Dạ. Rồi thôi chào bà con. Chỗ này em đang ở trong giữa trái cây nhà của chú anh chị. Cam sành ha. Cô bán nước hả? Dạ, bán nước chú anh. Một bịch được nhiêu cô? Dạ, cái 5 ngàn. Cô bán đồng giá luôn hả? Dạ. Cà phê cô bán nhiêu? Cũng 5 ngàn luôn. Một ngày trừ hết chi phí cô lời được bao nhiêu? Chắc được vài trăm. Cô kéo khẩu trang con xem mặt nha. Dạ. Rồi thôi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm là cô Phượng nha. Dạ. Gửi tặng cho cô phần lì xì. Chúc cô sức khỏe và mua em bán đắt nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Chào cô.
quýt này cô chú anh chị. Đây có một cái bờ kè nữa. Đếm xuống anh coi cái. Ồ. Oh. Cái bờ kè chỗ này cũng rất là đẹp nè cô chú anh chị ha. Nó rộng lắm nè. Cái sông này theo em thấy thì nó cũng rất là to nha cô chú anh chị. Còn cái độ sâu thì em nghĩ chắc nó cũng sâu đó. Mà ở chợ Vĩnh Kim này có những cái khu vực mà nó có những cái bờ kè ra sông như thế này nè. Để cho người dân dễ dàng vận chuyển hàng hóa bằng ghe. Thấy cũng có chôm chôm nè, bưởi nè. Để hơi vắng ha. Rồi đi qua hướng này. Ồ đúng rồi, hiện tại bây giờ là tại Vĩnh Kim là em thấy là bưởi là nhiều nhất nè. Cái đường cũng vắng quá trời luôn. Chợ này kiosk cũng còn nhiều mà không có đông lắm. Cái này cũng hết rồi. Anh bán vé số hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? À, một ngày anh bán được nhiêu tờ? Dạ, khoảng 300. Ừ, bán như thế này anh có lo cho ai không? Dạ, có. Dạ. Về cho gia đình. À, thôi gửi tặng anh phần lì xì nha. Dạ. Tấm lòng của cục Phượng Vĩ, Canada nghe. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 58. Một ngày thì cô bán được nhiêu tờ? Trăm mấy ạ. Dạ. Ủa, trăm mấy gì với số còn nghi thinh vậy? Cái này mới. À, mới mới bán hả? Vậy có sổ giò không cho con xem mới? Dạ, có. Dạ. Dạ. Cô bán vậy thì cô có nuôi ai không? Ờ, khổ của mình đi ở trọ nhà ta. Dạ. Khổ lắm. Ở trọ nhà người ta. Dạ, ở trọ. Dạ. Nãy giờ con có gửi hỗ trợ cô chưa? Dạ chưa, mới biết là mới nghe tên. Mới nghe ha. Dạ. Rồi cô trả từ đâu lại vậy? Cô trả từ Tôn Đông Hòa ra. Rồi thôi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Ngoan mới nắc nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, chào chú. Chú bán số hả? Số. Dạ. Hỗ trợ với số chú còn nhiều quý vậy? Dạ. Ngày chú bán được nhiêu tờ? Được 250 anh. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 44 rồi. Chú người Khmer hả? Người Việt. À anh người Việt ha. Anh bán như thế này anh có lo cho ai không anh? Có chứ. Dạ lo cho ai anh? Gia đình. À là vợ với con anh. Đúng rồi. Vợ con anh lớn chưa? Cũng lớn. À dạ. Năm nay vô lớp mấy rồi? Ngày không học. À là anh cho anh mình không có khả năng cho con mình đi học. Đúng rồi. Dạ cũng xót xa cho anh ha. Hoàn cảnh khó khăn anh ấy. Dạ rồi hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Để tặng cho anh. Chúc anh sức khỏe và mua bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chào anh. Dạ, mày kéo khẩu trang con xem mặt với. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 68. Một ngày mình bán được nhiêu tờ mày? Dạ, 120. Dạ, sao mày bán ít nhiều mày? Đi không nổi. Dạ, từ hồi Tết tới giờ có ai tặng cho mày quà không? Tôi mới bán đây nè. À, mới bán đây thôi ha. Dạ. Thành ra cũng chưa ai tặng gì hết dạ, ha. Dạ. Rồi hôm nay con thay mặt nhà hảo tâm là cô Phượng Vĩ ở Canada nha. Dạ. Gửi tặng cho ngoại phần quà, chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Mua ai bán đắt. Dạ. Rồi chị kéo khẩu trang em xem mặt cái. Chị tên gì? Dạ Quyên. À chị Quyên thường chị bán ở đâu vậy chị? Dạ Vĩnh Kim với Tân Phước. À là có người chở chị lại hả? Dạ không, em đi xe mà. À một ngày chị bán được nhiêu tờ chị Quyên? 150. À chị bán gì chị lo cho ai không? Hai đứa con nhỏ. Con chị năm nay vô lớp mấy? Lớp. À mà chị có cho nó đi học không? Dạ có. À bây giờ chị chuẩn bị gì cho con mình chưa? Dạ mới mua quần áo mà. À dạ thì cũng vất vả ha. Rồi em thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, gửi chị Quyên phần quà, chúc chị sức khỏe nha. À, để lo cho con mình. Dạ. Cho mấy người đó.
đất thì cậu mấy người ta giáp đồ. Sao cho cô đó bà tâm cho tư cái 200. Tại người ta có con nhỏ, còn ngoại lớn rồi. Tư già, nhà tư nuôi ông già. Không được rồi bạn, mình nhận như đó thôi ha. Dạ. Người ta phải chịu lại cho con hỏi con mới gửi được. Dạ. Cô chú kéo khẩu trang xem mặt với. Rồi chú tên gì? Dạ. Em tên Trương Văn Sơn. Chú Sơn năm nay nhiêu tuổi rồi chú Sơn? Dạ 53 tuổi. Một ngày chú bán được nhiêu tờ chú Sơn? Ngày bán được 150 tờ số. 150. Chú bán như thế này chú có lo cho ai không? Dạ lo cho con đang đi học. À, con chú bao nhiêu tuổi rồi? Con chú nay 22 tuổi. Ủa 22 tuổi còn đi học nữa hả? Đang học năm cuối rồi. À vậy chắc là chú tốn tiền nhiều lắm nè. Dạ. Còn vợ chú làm công việc gì? Vợ chú cũng đi bán vé số luôn. À rồi từ hồi tết tới giờ có ai tặng cho chú Sơn quà gì không? Dạ không. Dạ. Ít có ai tặng hay ít, là? Ít lắm. Dạ rồi. Hôm nay con thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, chúc chú Sơn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Mua ai bánh đắt. Dạ. Chào chú Sơn. Con bán vé số hả? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 15 tuổi. Ngày con bán được nhiêu tờ? Dạ ngày con bán được 108. Con có đi học không? Dạ không, đi học lại rồi. À thôi chú tặng cho con phần lì xì nha. Dạ con cảm ơn. Rồi. Tùy người anh, tùy người. Có người 100, có người 200, mà có người 300, có người 400 luôn. À em là YouTube Khương Nhật Minh. Dạ. Anh bán số hả? Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 27. À một ngày anh bán được nhiêu tờ anh? Có khi 1100 mấy, khi 200, khi 300. À mà anh bán vậy anh có lo cho ai không? Dạ lo gia đình, lo cho mẹ. À. Cha em thì mới mất này, mới có trăm mấy ngày. À vậy là anh không có gia đình hả? Dạ không. À vậy là cha mới mất đây. Dạ. Rồi thôi gửi tặng cho anh một phần. Nhỏ nhỏ ha. Dạ. Cũng như là gửi đến cái phần trái cây gửi cúng cho ba anh. Dạ. Dạ rồi. Cô kéo khẩu trang con xem mặt với. Kéo khẩu trang xuống. Cô tên gì? Dạ Thu. Một ngày cô Thu bán được nhiêu tờ cô Thu? Dạ 170, 200. Dạ cô Thu bán vậy cô Thu có lo cho ai không? Dạ lo cho con. Con hả? Con cô lớn chưa? Con học lớp 7. Lớp 7, rồi năm nay cô có cho đi học không? Dạ có. Dạ, rồi thôi gửi tặng cho cô Thu phần quà nha. Dạ. Rồi chúc cô Thu mua bánh đắt nha. Rồi chào cô. Đây là bến xe này của chú anh chị. Để xuống trái cây nè, xuống hàng hóa rồi vân vân. Em đây. Đây em cô chú anh chị xem ha. Chợ trái cây Vĩnh Kim. Em đi ra khúc đầu rồi. Em phát cũng gần hết tiền rồi cô chú anh chị. Đây có trái sầu riêng nữa. Này không biết người ta bán lẻ sầu riêng không? Em mua trái thử. YouTube mà giờ muốn mua sầu riêng được không? Nhiêu ký chị? Yeah. Rồi quá trời thơm luôn, ăn liền. Này chị lấy cho này. Chị lấy cho này cho em với. Dạ dạ dạ. Chị test ra giùm em với nha. Test cho em con. À trái ngon hả? Ở đây mà sầu riêng bán vậy đúng là quá rẻ luôn cô chú anh chị. Cô kéo khẩu trang xem mặt cái. Dạ. Cô tên gì? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Một ngày cô bán ngày cô lụm với cha. Bao lâu cô mới bán một lần? Nhiều rồi, bữa hai bữa bán. Dạ. Mà lần cô bán được bao nhiêu? 50 tâm. À. Vậy là mấy ngày mới bán được ha. Giấy. Dạ. Giấy bây giờ cô bán 1000 ký. Còn mà cái miếng miếng ton này 3-4 ngàn ha. Từ hồi tết tới giờ có ai tặng quà gì cho cô không? Có, người ta đi kinh á, lúc mà ta đi cho. À rồi thôi hôm nay con cũng thay mặt cô Phượng Vĩ ở Canada nha, tặng cho cô phần quà nha. Rồi chúc cô sức khỏe, lượm được nhiều dây chai hơn nữa nha. Dạ. Đâu cho em coi với. Dạ. Dạ cho mấy người vé số rồi đó nha. Đúng rồi. Rồi quá ngon. Dạ rồi, quá tuyệt. Lấy cho em một trái nha đi. Dạ. Ăn liền luôn ha. Dạ, ăn liền luôn chị. Nãy đâu có thấy cầm vé số đâu mà giờ vé số đâu ra vậy? Chào anh. Anh nói là như nó có
À, chị có tật mà có bầu hả? Chị bị bẩm sinh hả? À, bé này bé thứ mấy của chị rồi? Kéo khẩu trang em xem cái. Chuyện nào chị sanh? À, rồi chị làm công việc gì để sống? Ở nhà. Là từ đó giờ không có đi bán hả? À, tháng mấy như sanh thấy không? Rồi hôm nay em thay mặt cô Phượng Vĩ nha, ở tại Canada, tặng cho chị phần quà. Có vẻ là hết tiền rồi bà con ơi. Đây là cái phần cuối cùng rồi đó bà con ơi. Rồi thì cô Phượng Vĩ ở Canada tặng cho chị phần quà để chị có phần nào đó nghe. Dạ, để chuẩn bị trong cái công việc xanh. Rồi chúc chị mẹ tròn con vuông. Rồi chào chị nha. Rồi hết luôn rồi nha bà con, sạch sẽ luôn rồi. 20 mấy triệu rồi. À, trái đó đừng tách chị. Tách luôn đi, tách giùm em đi. 20 mấy triệu rồi. Dạ không không không, con hết tiền rồi, con hết tiền rồi. Con hết tiền. Đâu tới đâu mà xuống đây hết rồi. Dạ. Đâu tới đâu mà xuống đây hết rồi. Dạ, em phát trong chợ hay không, nãy giờ 20 mấy triệu thôi chứ. Chợ được không á hả? Tại vì nghề nào em cũng hỗ trợ chứ không phải là với số không. Tiền khoai của em. À, cái YouTube của em là Khương Nhật Minh. Chị cứ vào đó chị có thể xem ha. 13 tỉnh miền Tây là em đều phát hết. Dạ. Yeah. Khương Nhật Minh chị. Dạ. Yeah. Con hết rồi ngoại ơi, thông cảm giùm con nha. Con phát hết rồi. Mấy chục triệu rồi. Dạ. Dạ, có duyên tới đó thôi chứ không thể nào mà lo hết được. Dạ. Rồi của em nhiêu ạ? Dạ. Dạ. Chị bán 2 ly đi. Dạ. Dạ. Bao nhiêu chị? 2 ly 20. Dạ. Bán rẻ vậy? Bán vậy sao có lời? Đây là dân ở quê mà. Dạ. Thôi tặng 10.000 luôn. Dạ rồi. Hai trái sầu riêng có 190 nè, đúng là chợ đầu mối trái cây luôn á. Quá trời rẻ luôn bà con ơi. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Rồi chúc mấy chị mua ăn bán đắt nha. Bye bye. Dạ con hết rồi chú. Chú đừng chở ai lại nữa tại con hết tiền rồi. Con hết tiền rồi ngoại ơi. Con hết rồi. 1 2 một hai thôi ngoại xin thông cảm con nghe. Dạ. Rồi, chờ trái cây Vĩnh Kim này cô chú anh chị ha. Nói chung bà con lại càng lúc càng đông những cái khu vực lân cận. Nhưng mà thật sự cái phần quà của nhà hảo tâm là em cũng đã trao xong hết rồi. Thì coi như em đã trao xong tấm lòng của gia đình nhà hảo tâm ở Canada là số tiền là 800 ngàn. Còn lại trong số 40 triệu mà em lấy sổng số tiền gửi của gia đình gửi qua cho em là 170. Thì coi như em đã phát được 40. Là em còn tấm lòng gia đình nhà hảo tâm Canada là 130. Ngoài ra thì em cũng đã trao xong tấm lòng của cô Phương Vĩ. Nghe cô chú anh chị ha. Dạ, thông cảm con hết rồi bác ơi nha. Yeah. Dạ. Con phát hết rồi, bác thông cảm. Thì cô chú anh chị cũng thông cảm tại rất là khó mà để có thể gặp được những hoàn cảnh mà khuyết tật này nọ, là nói chung là cũng hỗ trợ nhiều nhất có thể thôi. Chứ cái khu vực này không phải khu vực em sinh sống. Là nó cũng rất là khó trong cái việc mà chờ đợi người khó khăn á. Thì chủ yếu là em gặp, em hỏi từng hoàn cảnh để cô chú anh chị hiểu được về cái hoàn cảnh của những hoàn cảnh khó khăn ở đây. Để mà có những cái sự hỗ trợ hợp lý mà chính xác nhất từ công sức cũng như là tình cảm của cô chú anh chị làm ở xa quê hương mà gửi đến cho bà con.
Ở đây là ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị. Rau củ quả nè. Trời ơi hết tiền luôn rồi nha, chị Hai ơi. Trời ơi xứ em là xứ chôm chôm. Dạ. Rồi bây giờ em xin mời cô chú anh chị ha cùng khoan để em sẽ quay lại video, quay lại để em chào cô chú anh chị cái chợ giữa Vĩnh Kim, chợ trái cây Vĩnh Kim. Em đã sao xong không có giúp đỡ đâu mà anh cũng. Dạ xong em phát hết tiền rồi. Em phát hết rồi, không cảm em đi. Chú lấy tiền giữ xe. Còn cho tiền không? Dạ con hết rồi chú. Con hết rồi. Nãy xin xuống với em. Nghe mấy em đang làm cái chương trình đó, hôm anh cũng bị vướng cháu khổ quá. Dạ. Làm mất tiền mấy triệu bạc đâu mấy thường cho công ty. Trời ơi sao vậy? Bỏ lại đi phun tiền cái bỏ nhét túi lọt 2,5 triệu mất rồi tiền không giờ. Trời ơi. Nhờ tôi đăng kín mới trả. Khổ dữ vậy. Rồi em trả tiền giữ xe này. Của em nhiêu? Ồ em cho anh nhiêu cho. Cái này anh làm trong công ty còn hôm anh khổ giờ tính ông này nó không chỉ họ nói cho tôi thấy em làm với luôn luôn. Trời nãy anh lại gặp em là em hỗ trợ rồi. Đâu có dám là thấy em làm luôn luôn quá anh không? Làm gì cũng mất hai đi. Ồ giờ tôi phải vậy chứ. Quá khổ. Tháng có mấy triệu bạc rồi. Bởi vậy. Nãy gặp được em cũng hỗ trợ cho anh mới nhưng mà giờ em hết tiền rồi. Rồi sao vậy? Vậy rồi thôi gửi anh tiền xe nha. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi thôi hẹn bà con khi khác nha. Rồi. Nãy giờ cũng hơn gần 22 triệu rồi. Dạ, thành ra là hết khả năng rồi. Thôi chào bà con nha. Dạ. Tại bà con không qua hỏi chứ hỏi là con giải quyết hết rồi. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì em đã trao xong tấm lòng của những nhà hảo tâm ở Canada hỗ trợ cho bà con khó khăn ở đây. Thì đó là cái khả năng, trong cái khả năng của em trao đến tay những hoàn cảnh mà thiết thực và thực tế nhất như cô chú anh chị. Rồi chân thành cảm ơn cô Phượng Vĩ ở Canada rất là nhiều. Và cảm ơn gia đình nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bà con ở tại chợ Vĩnh Kim, Tiền Giang trong ngày hôm nay. Em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi một cái chợ khác chung em. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc và có thêm nhiều cái sự may mắn trong cái cuộc sống của mình để có những cái phần thu nhập hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn gần nhất.